cả nhà. Chúng ta chia sẻ với nhau về chủ đề nhịn ăn gián đoạn hôm nay nhé. Đây là cả video thứ 21 trong cả series chăm sóc sức khỏe chủ động. Ngoài những cái lợi ích các bạn nhìn thấy rõ ràng như là giảm mỡ máu hay là giảm mỡ nội tạng hay là giảm cân chẳng hạn, thì nhịn ăn gián đoạn còn đem lại cho các bạn rất là nhiều lợi ích vi diệu. Và hôm nay Mita sẽ chia sẻ với các bạn 5 lợi ích đó nhé. Lợi ích thứ nhất đó chính là lợi ích giúp cho não của bạn sản sinh ra những cái tế bào não mới. Khi bạn nhịn ăn gián đoạn trong một thời gian, có nghĩa là trong một thời gian nhé, thì bắt đầu những kiểu hệ thống thần kinh của bạn được bắt đầu chuyển hóa, được thay đổi theo cái hướng tích cực. Và cái việc đầu tiên hết là chúng sẽ giúp cho cái sản sinh ra những tế bào vào não mới. Theo những nghiên cứu công bố rằng là nếu bạn kích hoạt hợp lý, đúng cách, thì mỗi ngày bạn có thể giúp cho cái tế bào não đạt sản sinh ra khoảng 1.400 tế bào lần. Lớp thứ hai đó chính là giúp cho cái vùng vỏ não, vùng dưới đồi gọi là hippocampus sẽ sản sinh ra những tế bào não mới. Cái vùng này nó giống như là một cái GPS gì đó, nó định vị cơ thể của bạn đứng ở đâu, làm gì và đi đâu chính xác rõ ràng hơn. Giống như mỗi sáng thức dậy bạn chuẩn bị bước ra khỏi nhà thì bạn hay đặt những cái câu hỏi là sáng nay mình sẽ đi đâu, ăn gì, làm gì, ở đâu, chìa khóa ở đâu, giày ở đâu, dép ở đâu, áo ở đâu, quần ở đâu. Đôi khi những cái chuyện này nó xảy ra như một cách vô thức, nhưng thực sự ra nó có sự sắp xếp những cái câu hỏi, những cái định vị đó rõ ràng trước đó rồi chứ không phải là vô thức đâu. Thì để cho cái việc mà những cái câu hỏi đó được diễn ra một cách nhẹ nhàng, giải quyết một cách trơn tru, nhanh nhẹn hơn, thì đó chính là cái vùng giữa đồi hippocampus của bạn được hoạt động tốt hơn. Nếu trong trường hợp bạn hay quên hay bạn không nhớ những cái chuyện linh tinh, hoặc thi thoảng mà nhớ ôi đi đâu về nhờ, ôi làm gì về nhờ, ố chìa khóa ở đâu, mình không thể nào nhớ được, mà thường xuyên xảy ra như vậy, có nghĩa là cái vùng hippocampus dưới đồi của bạn đấy nó có bị tổn thương. Như vậy thì nhịn ăn gián đoạn là một cách để giúp bạn khắc phục cái vấn đề này. Đó thứ ba đó chính là giúp cho cơ thể của bạn chống lại những cái mảng bám amyloid. Mảng bám amyloid là những cái phân tử protein bị gấp khúc lại, nó bị xếp chồng lên nhau và nó sẽ bám vào bên trong trên những một số cái bộ phận trên bên trong cơ thể của bạn. Cụ thể là được tìm thấy ở những người bị những căn bệnh như là Alzheimer, hoặc là bị những cái căn bệnh như là trầm cảm, thì những cái mảng bám này trong não rất là nhiều. Đó, rất là nhiều. Và chính những cái mảng bám này nó có nguy cơ giúp cho bạn bị làm chậm trí nhớ hoặc là bị căng thẳng diễn ra lâu hơn. Và có nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng là những cái mảng bám này bên trong cơ thể có liên quan đến nhiều căn bệnh mà chưa được xác định rõ. Vì vậy để loại bỏ những cái mảng bám này thì nhịn ăn gián đoạn đã giúp cho bạn đã cải thiện cái tình hình này. Thứ tư đó là tăng sự tự thực bào, autophagy. Thì mình đã nhắc lại các bạn ở trong một vài cái video, có thể là cái video đầu tiên được chia sẻ về nhịn ăn gián đoạn ở trong video là làm trẻ hóa tế bào. Thì sự tự thực bào là một cái quá trình mà nó giúp cho cơ thể, nó giúp cho cái việc mà tự tiêu hóa, tự phân hủy và tự đào thải những cái tế bào chết, những cái tế bào bệnh và những vi khuẩn, virus hay là những cái phân tử protein bị gấp lỗi sai, nó sẽ tức là tự ăn sau đó phân cắt ra, và thậm chí nó còn giúp cho cơ thể của bạn tái sử dụng lại những cái amino acid sau khi phân cắt ra từ những cái phân tử protein bị gấp khúc sai nữa. Đó. Và chính cái vấn đề này nó giúp cho cơ thể của bạn đào thải những cái độc tố ra bên ngoài, là giúp cho các bạn trẻ hơn, khỏe hơn. Và chính những cái vấn đề này nữa, nó hạn chế những cái căn bệnh bên trong cơ thể, cũng như là những cái vấn đề liên quan đến sự trẻ hóa. Và cái vấn đề thứ năm đó là vấn đề tăng khả năng đáp ứng insulin. Cái vấn đề này xảy ra ở một số người là bị tiền tiểu đường hoặc là bị tiểu đường. Thì bạn sẽ hiểu như thế này nè, khi bạn ăn vào
thì ngay sau đó thì insulin được cái tế bào beta tuyến tụy tiết ra, sau nó giúp cho cái việc chuyển hóa gluco đến tế bào và chuyển hóa thành năng lượng nuôi tham gia các hoạt động bên trong tế bào. Nếu mà trong trường hợp mà cái sự kháng insulin diễn ra, có nghĩa là một số mô bên trong cơ thể nó không nhạy cảm với insulin đấy, thì nó lại nhưng mà cơ thể tế bào của bạn thì là vẫn cần insulin đúng không, vì cần gluco mà, cho nên là nó bị kích thích sai và cái việc insulin cứ tiết ra. Việc tiết ra lượng nhiều insulin như vậy thì nó dẫn tới một số vấn đề như là insulin trong máu của bạn sẽ tăng lên, và cũng như là một số mô mà nó còn nhạy cảm với insulin vậy đó, nó xảy ra có vấn đề về rối loạn. Vì cái sự bất cân bằng giữa gluco và insulin trong cái trường hợp này thì nó sẽ dẫn đến cái việc như làm tăng cái triglyceride, làm tăng cái LDL và làm giảm cái HDL bên trong cơ thể. Từ cái vấn đề này nó dẫn tới cái việc mà tạo ra những cái cục máu đông bên trong động mạch, rồi dẫn đến viêm nhiễm, rồi dẫn đến tích tụ những muối, rồi vân vân, và cuối cùng sẽ bị những căn bệnh như là tim mạch, tiểu đường type 2, hay là béo phì, hay là gan nhiễm mỡ, và thậm chí là ung thư. Vì vậy, đối với những cái bệnh nhân mà bị kháng insulin thì nhịn ăn gián đoạn là một gợi ý cho họ. Họ sẽ bắt đầu thực hiện cái chế độ nhịn ăn 3 bữa ăn trong ngày, không ăn vặt. Một bữa ăn thì giảm tinh bột, tinh chế, giảm thiểu đường và tăng lượng protein vào. Thì sau một thời gian thì hoàn toàn cả vấn đề kháng insulin của họ hoàn toàn được cải thiện. Và cũng có nhiều công bố đã tuyên bố rằng là cái sự kháng insulin ở trong đó nó có liên quan đến vấn đề não bộ nữa. Vì vậy là cái việc này là một việc cần được cải thiện nhanh chóng nhất có thể để bạn có thể cả duy trì một cuộc sống tốt hơn và mỗi ngày một tốt hơn. Ok, cái video hôm nay đã kết thúc ở đây. Và ngoài những cái lợi ích của nhịn ăn gián đoạn các bạn nhìn thấy trước mắt, đó chính là giảm cân, giảm mỡ nội tạng, giảm mỡ máu, thì có năm cái lợi ích vi diệu mà mình chia sẻ hôm nay. Các bạn ghi nhớ, đó chính là giúp cho cái hệ thống thần kinh của bạn được hoạt động tốt hơn, minh mẫn hơn, trí nhớ tốt hơn, có nghĩa là bằng cách là nó sẽ tạo ra những tế bào thần kinh mới. Thứ hai là tăng cái vùng giữa đồi của bạn nó cải thiện, là nó sẽ giúp cho cái vùng giữa đồi sản sinh ra những cái tế bào mới. Cái thứ ba là làm giảm cái mảng bám amyloid. Cái thứ tư là làm tăng cái sự tự thực bào, và cái cuối cùng là tăng khả năng đáp ứng insulin. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này và hẹn gặp lại bạn ở cái video tiếp theo. Chúc các bạn luôn luôn khỏe mạnh. Bye bye. Hãy nhấn nút đăng ký, nhấn nút subscribe và bật luôn cái chế độ là nhận thông báo khi có video mới để không bỏ sót bất kỳ những cái video nào của mình nhé. Bye bye.